Phan Văn Đức, đây là Nguyễn Công Phượng, một pha vỉa rất hay cho Nguyễn Quang Hải. Và rồi đúng rồi, Hải Con của chúng ta đã ghi bàn rồi. Một tình huống ăn mừng bàn thắng như Luis Nani, thật là tuyệt vời. Một pha rất đến như Lionel Messi, Hải Quang Hải Messi, Messi của Việt Nam. Tình huống cứu lòng cực kỳ đẳng cấp. Và đến những thủ môn ở La Liga ở châu Âu cũng không thể cản được một tình huống dứt điểm rất hay của bá đạo của Nguyễn Quang Hải chúng ta. Một cái không khí mà tôi live stream nhưng tôi được sống lại cái, những trận đấu ở SEA Games hay là những trận đấu AFF Cup ngoài đời thật vậy. Nó phê các bạn. Anh em nào cầm team Việt Nam thì mới biết cái lòng tự đêm. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Thánh Hải nước Nga, Vova. Vova thì đi chơi với Na. Vova chọn một cái ghế đá ngồi xuống. Khổ, đây là lần đầu tiên nên Vova lung tung lắm, không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đành đánh liều nói một câu. Nana, ấy đang nghĩ gì thế? Tớ thì tớ nghĩ giống ấy, Nana trả lời bẹt lén. Bỗng Vova cười ha ha. Khíp, sao ấy bậy thế? Câu chuyện này sẽ đụng đến vị giác của chị em này. Nó liên quan đến sô-cô-la nha. Sô-cô-la đó, Valentine. Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một thanh sô-cô-la hình cô hoặc cậu bé. Đến lượt Vova thì nhân viên hỏi: thế cháu thích hình nào? Hình cậu bé. Tại sao thế? Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẫu, mà các hình cô bé thì không hề có. Cái ông Vova này ông bậy quá. Tôi nghĩ là không nên đọc Vova nữa. Giờ chúng ta sẽ đến với các thổ dân. Đến với đảo của thổ dân. Ba nước châu Phi, châu Âu và châu Á. Châu Á thì đại diện của Việt Nam đấy. Đi chơi ở đảo bị lạc. Đang đối thì bị một bọn thổ dân bắt nhốt vào lồng. Rất may mắn là bọn thổ dân hiền lành, không ăn thịt người mà rất tốt bụng. Chúng bắt ba người này vì thấy lạ thôi. Lũ thổ dân thật không hiểu tiếng ba người nói ăn xin ăn thế nào. Và rồi đối quá thì thằng châu Phi tụt quần ra chỉ vào cái đó. Thì một lúc sau lũ thổ dân mang về cho nó một cây mía với hai quả dừa. Ăn uống no nê, châu Phi ngồi cười. Châu Âu tức quá, cũng tụt quần ra rồi chỉ vô cái đó. Một lúc sau chúng mang về cho châu Âu một quả dưa chuột với hai quả cam. Châu Âu ăn cũng vừa bụng, cười ha ha. Việt Nam thì tức quá. DKM, bố cũng tụt rồi chỉ vào ba chấm một lúc. Sau bọn thổ dân mang về cho Việt Nam chiếc đũa với hai hột lạc. Thế nên Việt Nam từ đó nói câu khoai to không lo chết đói là vì thế. Vậy đây là câu chuyện nguồn gốc của câu nói là khoai to không lo chết đói ở Việt Nam chúng ta. Sau đây chúng ta trở về với một câu chuyện cổ tích. Alibaba và 40 tên cướp. Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu, vương ơi mở ra, thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên
toàn bộ kho báu đã bị vét sạch, chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hàng kho báu một thông báo bị hack bởi Alibaba. Khá là thú vị. Và đây, chúng ta đến một câu chuyện rất lãng mạn. Nó có tên là Quả Tình Yêu. Có một đôi uyên ương mới cưới đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở vùng quê. Ông chủ trang trại lại khá là tốt bụng, tạo điều kiện tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến nỗi mà bữa cơm, ông ta đều ra trước sân gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ, nhắc họ xuống dùng bữa. Bữa sáng nọ thì chàng trai thò đầu ra và trả lời không cần ăn sáng. Đến trưa sau khi người đàn ông gọi, chàng trai ở trần thò đầu ra cửa sổ và trả lời: chú cháu không cần ăn đâu, chỉ sống bằng quả của tình yêu thôi. Ông chủ trang trại thì cáu nhàu: không ăn thì cũng không sao, nhưng mà ăn quả tình yêu thì nhớ đừng có lột vỏ ném xuống sân nha. Sáng đến giờ đã mấy con vịt của tôi mắc nghẹn vỏ tình yêu của các anh rồi đấy. Và đây là một câu chuyện mà rất chen. Thế nào, các bạn đã từng nghe nói đến câu gọi là ăn cơm trước kẽm chưa? Ở đây chúng ta sẽ có định nghĩa về ăn cơm trước kẽm. Nhà ngoại giao định nghĩa: đó là một mối quan hệ đã đi vào chiều sâu. Một huấn luyện viên thì chia sẻ: đó là việc các vận động viên đã tích cực tham gia thi đấu cọ sát nâng cao kinh nghiệm. Và một anh nhân viên điện lực thì nhận xét: đó là việc công tơ điện bị phá kẹp chì. Một anh đầu bếp cũng tham gia bàn tán: theo tôi nghĩ đó là hành động nếm thử một loại món ăn lạ mà trước đó chưa từng nếm. Còn đối với nhà sản xuất xe máy thì ông ta nói như sau: đó là thao tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tương đương với việc chạy rota. Giờ chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có tên là cuộc thi mỹ thuật quốc tế. Cuộc thi mỹ thuật quốc tế lấy đề tài là nạn đói, các danh họa nổi tiếng của các quốc gia tham dự. Họ vẽ nào là gầy đét này, xương khô này, dù là chết đói. Nhưng cuối cùng kết quả thì Nga nhất, Mỹ nhì, Trung Quốc ba, Việt Nam thì giành giải đặc biệt luôn. Mà ông Việt Nam mình rất bá đạo đấy các bạn ạ. Với bức tranh vẽ hậu môn răng đầy mạng nhện với thông điệp không ăn lấy gì ra mà ý. What the fuck? Năm sau cuộc thi lại tiếp tục đề tài đó nhưng yêu cầu các nước không lặp lại đề tài. Việt Nam lại vô địch với bức tranh vẽ cô gái khỏa thân. Ngồi nhìn bầu trời nắng và một tia nắng lọt qua cái mồm đói há hốc. Ánh sáng đến tận lỗ đít và chiếu xuống mặt đất như một tia nắng nhỏ. Và với thông điệp không có gì ăn, ruột như cáp quang, các nước thua mà tâm phục khẩu phục Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về Trạng Quỳnh. Thì Trạng Quỳnh có rất nhiều giai thoại rồi. Ta sẽ câu chuyện này là câu chuyện hơn. Thì phú ông đến gặp Quỳnh và nói: này Quỳnh, con gà của tao đâu rồi hả mày? Quỳnh đáp: anh tí thịt rồi ông phú hộ ạ. À, cái gì? Tao cho mày 1 đồng để mày trông nó rồi mà. Quỳnh:
Nhưng anh cho con tới 2 đồng lận. Phù không? Oh my god. Thằng Quỳnh này. Tiếp theo là một câu chuyện một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho như tử thành bệnh rồi lan ra chết. Linh hồn anh này bay đến thiên đường gặp thượng đế. Anh ta thắc mắc: tại sao người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây? Thượng đế bèn trả lời: ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn. Người da đen lại hỏi: tại sao người cho con nước da màu đen? Thượng đế trả lời: ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi. Người da đen lại hỏi thêm: vậy thì tại sao người lại cho con sinh ra tại Mỹ? Thượng đế: what the fuck, cái vấn đề này thì mày về hỏi bố mẹ mày chứ, sao mà tao biết làm sao được. Thằng này Và đây là một câu chuyện tiếp theo. Làng kia thì có một viên lý trưởng nổi tiếng là sự kiện giỏi. Một hôm nọ cãi với Ngô đánh nhau rồi mang nhau đi kiện. Cãi sợ kiếm thế, lót trước cho thầy Lý 5 đồng. Ngô biện chè lá những 10 đồng. Khi sự kiện thì thầy Lý nói thẳng: thằng cãi đánh thằng Ngô đau hơn, phạt 1 chục roi. Cãi vội xòe 5 ngón tay, ngẩng mặt nhìn thấy Lý, khẽ bẩm: xin xét lại, lẽ phải về con mà. Thầy Lý xòe 10 đầu ngón tay ra và nói: nhưng mà nó bằng 2 mày. Sau đây là một câu chuyện cười tình yêu. Câu chuyện này liên quan tới Adam và Eva. Adam và Eva thì sống bên nhau rất là hạnh phúc. Một bữa gặp được Đức Chúa, Adam hỏi: thưa Đức Chúa, là Eva thật là xinh đẹp, tại sao người lại cho nàng đẹp như thế ạ? Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng chứ sao? Làn da của nàng mới mịn màng làm sao? Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ? Nàng có một mùi thơm thật là dễ chịu. Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ? Ồ, thật tuyệt vời. Sự tạo hóa của người thật vĩ đại, làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế? Thế thì nó mới yêu mày chứ. Vậy là một câu chuyện khá là thâm thúy đấy các bạn ạ. Ủa, thế là đối với mình thì phụ nữ họ rất là thông minh à? Vì đã có cô nào cũng ngốc nghếch vì mình đâu. Chôn cả mình nữa. Sau đây là một câu chuyện cổ tích được biến thể mang tên Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Mập. Ngày nay ở một vương quốc xa xôi, có lẽ gần công viên phần mềm nào đó, có 2 vợ chồng già sống tại một làng ven biển. Người chồng có lẽ là một IT đã về hưu. Họ sống rất đơn giản. Ông lão thì ngày ngày ra biển đánh cá, bà vợ thì chỉ quanh quẩn bên chiếc bàn máy tính Pentium 2 cũ kỹ mà họ đã chắt chiu dành dụm biết bao năm trời mới có được. Bà chỉ ao ước giá như mình có một chiếc máy tính khá hơn, miễn sao có thể chạy được Windows XP. Mà bà được biết là hay và thú vị hơn Windows 98. Trước giờ bà vẫn cố để mà xài.
Một hôm thì người chồng dong thuyền ra khơi đánh cá, trong lúc loay hoay với cái lưới xui rủi làm sao thì một con cá mập lọt vào rồi bị mắc kẹt, không thể nào thoát thân ra. Vận may đã đến, ông lão thầm nghĩ, với con cá này thì ông sẽ bán cho nhà hàng hải sản, có tiền ông sẽ đổi cho bà một cái máy vi tính mà bà mong đợi bấy lâu. Bỗng nhìn thì con cá mập thốt lên, ôi ông lão ơi, ông đừng bán tôi cho nhà hàng nhé, tội nghiệp tôi lắm, tôi không phải là một con cá mập bình thường, tôi có thể cho ông điều ước mà ông hằng mong đợi. Ông lão nghĩ tới ước mơ của bà vợ ở nhà và bèn bảo, được, ta sẽ thả ngươi, nhưng ngươi phải cho ta một bộ máy tính có thể chạy được Windows XP, ngươi có làm được không? Con cá mập cười phì. Chuyện đó thì vô cùng đơn giản, ông hãy quay về nhà đi, tôi sẽ cho ông thấy điều kỳ lạ. Và rồi ông lão giải thoát cho con cá mập, rồi quay thuyền vào bờ. Tuy nhiên ông cũng chưa tin lắm, biển thì gợn sóng lăn tăn, nắng vàng rực rỡ. Vừa về đến nhà thì ông đã nghe tiếng bà vợ reo lên, ôi ông ơi, tôi vừa trúng giải đặc biệt, nhắn tin tổng đài 19001 chấm 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 xx mấy lung tung đây nè, giải thưởng là một máy tính Pentium 4 công nghệ siêu phân luồng đấy. Thấy vui trong bụng vì sự may mắn của mình, ông lão bèn kể cho bà vợ nghe về câu chuyện con cá mập. Đó là năm 2000, và chỉ vài năm sau, vào một buổi tối, bà lão bảo chồng, ông ơi, bây giờ người ta còn xài con đu hai co gì đó rồi, sáng mai ông ra biển bảo con cá mập cho tôi cái máy đó nhé. Mà nè, ông nhớ dặn nó phải cài sẵn Vista có bản quyền nhé, thời nay mà không xài được phần mềm crack như trước đây đâu. Hôm sau thì ông lão gọi cá mập lên và kể cho nó nghe đòi hỏi của bà vợ yêu quý, với vẻ mặt miễn cưỡng, trong lòng có chút áy náy. Con cá mập thì nhìn ông và bảo, thôi được rồi, ông cứ về đi, chuyện đó thì tôi sẽ lo, sẽ xong ngay thôi mà. Sóng biển cuộn mạnh và bầu trời thì đầy mây. Về đến nhà, ông thấy bà vợ ngồi trước chiếc máy tính mới có màn hình LCD mới toanh, vẽ mặt hớn hở. Ông lão tự nhủ, chắc bà ấy không đòi gì thêm nữa. Rồi ông lão lặng lẽ trở lại với công việc của mình. Nhưng chỉ sau một tuần, nghe bên hàng xóm có người bên Mỹ gửi về cái laptop Sony Vaio, bà vợ lại đứng ngồi không yên, suốt ngày cằn nhằn ông lão. Ở thời bây giờ ai mà xài cái máy để bàn thô kệch này nữa, người ta xài toàn laptop hàng hiệu như con Vaio kia kìa. Ông ra mà bảo con cá mập của ông cho tôi một cái laptop ngay, đã xin là phải xin thứ đó cho nó cao cấp, cho nó đắt tiền chứ. Lòng buồn giàu nhưng vì thương vợ, ông lão lang thang ra biển và thốt lên, cá mập ơi giúp tôi với, bà vợ của tôi bà không chịu cái máy tính vừa rồi, bà ấy muốn cái Sony Vaio thật hiện đại cơ, xin cá mập hãy giúp tôi với. Cá mập hiện lên và tỏ vẻ không vui. Được, ông về đi, nhưng hãy nhớ, lòng tham vô hạn sẽ bị trừng phạt. Nói xong cá mập biến mất, bị nổi sóng dữ dội. Với cái laptop mới, bà vợ bắt đầu xài wifi tối ngày chát chít. Một lần máy tính bị nhiễm virus, bà vợ nổi cáu đập luôn chiếc laptop. Bà tức giận bảo ông ra mà bảo con cá mập của ông hãy cho tôi cái máy nào thật bền bỉ, sử dụng đơn giản, không bị virus, không bị treo máy và phải tuyệt đối trung thành. Nghe theo lệnh của tôi, đi ngay đi, không thì bít tay với tôi đấy. Ông lão lại thất thểu, bước thấp bước cao đi ra biển, nói với cá mập ước muốn mới của bà vợ. Cá mập tức giận lắm, không nói gì, quẫy đuôi lặn mất. Bị nổi sóng, sấm chớp ầm ầm. Về đến nhà,
Ông lão không thấy máy tính, cũng chẳng thấy laptop. Chỉ có bà vợ ngồi buồn xô bên cạnh chiếc máy bộ túi Casio loại 8 số đời đầu. Buổi chiều của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chào anh em. Good night. See you again.